Donald John Trump, ông là ai? Dưới đây là bài viết của Lê Quốc, bút hiệu của tiến sĩ Lê Mạnh Hùng. Ông đang sinh sống tại London, Anh Quốc. Vợ của ông là bà Lê Phan, con gái của cựu Thủ tướng Phan Huy Quát, Việt Nam Cộng Hòa, đã chết trong trại tù cải tạo của Việt Cộng. Bài viết rất hay, dựa trên các dữ kiện đáng tin cậy. Kính giới thiệu đến toàn thể quý vị khắp nơi. Bài viết rất dài nhưng rất xứng đáng để ta đọc và suy luận. Là Tổng thống thứ 45 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhưng là một Tổng thống ồn ào nhất lịch sử Mỹ. Song pha trong giông bão chính trường như một chiến sĩ dưới làn tên mũi đạn ngoài mặt trận. Ai theo dõi thời cuộc đều biết. Là một tỷ phú, một trong 400 nhà tỷ phú xứ Mỹ, tài sản Trump khoảng trên dưới 10 tỷ, được coi là giàu có nhưng còn rất khiêm tốn so với nhiều tỷ phú khác có hàng 100 tỷ USD tại Mỹ. Điều chưa biết, Trump có nằm trong danh sách Financial Oligarchy của hệ thống siêu quyền lực bí mật hoạt động sau lưng chính phủ Hoa Kỳ không? Là một người hay gây gổ, hay cáo buộc, đổ lỗi cho bất cứ ai không đồng ý với mình, và bất tín trong hành động lẫn lời nói, ăn nói bạc mạng, sử dụng ngôn ngữ đường phố khi tranh cử, thay đổi bất thường, sáng nói thế này chiều nói thế khác hay cãi cọ, tự cao, ngạo mạn, kỳ thị, chửi bới như là bà hàng xóm mất gà, tóc váy chửi tay đôi với Kim Jong-un, là bạn hôm trước với Tập Cận Bình, hôm sau là thù với Trung Quốc. Ngày 11 tháng 1, 2018, Trump còn gọi Haiti, El Salvador là các quốc gia phi châu là nước hố phân. Một sự kỳ thị công khai. Các nước nạn nhân oán hận, bạn bè không tin, kẻ thù không tin, đồng minh ngờ vực. Báo chí cánh tả đánh ông tơi bời hoa lá, bươi móc chuyện cũ mấy mươi năm về trước, dựng đứng chuyện ông thiếu sức khỏe, không làm tổng thống được. Michael Gove của tờ New York Times cuối 2017 than rằng một năm của Trump là một năm ác mộng. Báo chí Mỹ tổng kết hơn 2.000 lần nói sai hoặc phóng đại sự thật. Giáo sư người Pháp ông Oliver Chajet nhấn mạnh về ông Trump: thô bạo, thích khoe khoang, tự cho mình là chân lý, nhưng thông minh hơn người. Báo Courier International viết, một người dễ nổi nóng, tính khí bất thường, thái quá trong ngôn từ, khiêu khích, thô lỗ và kỳ thị chủng tộc. Dư luận cho rằng Trump không có tư cách làm Tổng thống xứ Hoa Kỳ, thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, thiếu kiến thức, thiếu bản lãnh, thiếu ngôn ngữ của một vị Tổng thống, chưa một lần tham chính. Và ông bị chỉ trích nặng nề trong hai quyển sách của nhóm báo chí không ưa ông. Fire and Fury Inside the Trump White House của Michael Wolff và Fear Trump in the White House của Bob Woodward. Những nhân vật cao cấp trong chính phủ Trump đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc vô bằng. Riêng Trump thì thản nhiên tuyên bố fake news, rồi lững thững bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo một số nhà bình luận danh tiếng thì Trump có lẽ không dành cho sự suy nghĩ mực thước truyền thống, sự bảo thủ hay cố chấp, nhưng thiên tài Trump sẽ làm được những điều kỳ diệu mà một trong số đó là bày thế trận đương đầu với một tay chơi có hạng Tập Cận Bình. Kẻ viết bài này tuy không đồng ý với ông Trump trong phong cách đối xử với ngôn ngữ hồ đồ, thiếu tế nhị, những nhược điểm thuộc về tính khí không sửa được của ông Trump, nhưng rất hài lòng về những việc ông làm, cho nên đối với con người kỳ dị này, nên xem nhẹ hay lướt qua những nhược điểm, và nên thoát ra khỏi cái khuôn thước xáo mòn của cách suy nghĩ truyền thống. Muốn hiểu Trump thì không nên theo lối mòn của cách suy nghĩ truyền thống. Phải nhìn con người thứ hai của Trump chìm dưới tảng băng khi có ánh mặt trời mới ló dạng. Đừng nghe những gì Trump nói mà phải nhìn kết quả Trump làm. Quả thật,
Trâm là một con người kỳ dị, quái gở, khắc thường, ngạo mạn, không nghe lời ai và cũng không chịu thua ai. Nhưng Trâm có một ý chí mãnh liệt phi thường. Trâm nói là làm những việc mà không một tổng thống nào trước đây làm được. Qua những lời tuyên bố thay đổi như trong chóng, trối như bồng bông, Trâm che giấu ý định để không ai đoán được Trâm muốn gì, làm gì. Trâm là con người như vậy đó. Trâm thản nhiên bước đi trong dông bão của dư luận, của phe đối lập, của truyền thông cánh tả, quyết tâm hạ gục mình. Thậm chí trước tình hình chia rẽ trầm trọng và cực kỳ hỗn loạn trong quần chúng Hoa Kỳ, Trâm ngẩng cao đầu bước đi với lòng tự tin mạnh mẽ. Là mình làm đúng, là phục vụ cho quyền lợi Hoa Kỳ và quyết tâm đánh gục kẻ thù có ý đồ thay thế Mỹ trong vị trí siêu cường thế giới. Hãy nhìn những gì Trâm làm trong chưa đầy 2 năm cầm quyền. 1. Trâm là một quái nhân. Thời thế đẻ ra một con người kỳ dị với phong cách ngược đời, ngôn ngữ chợ búa khi tranh cử, hành động kỳ quái, phi truyền thống, phi nguyên tắc, với những bước đi không giống ai, tưởng chừng như thất bại hoàn toàn, nhưng lạ lùng thay, ông ta lại chiến thắng một cách bất ngờ. Trâm hạ gục 16 nhân vật sừng sỏ nhất của đảng Cộng Hòa. Nền văn nghệ Việt Nam Cộng Hòa có quái kiệt Trần Văn Trạch. Chính trị Hoa Kỳ có Trâm. Truyện kiếm hiệp Kim Dung có Đông Phương Bất Bại, Phong Thanh Dương là những nhân vật cổ quái. Nhưng võ công cao cường, cực kỳ hung hiểm, mưu kế khó lường. Kim Dung ít khi sáng tác một nhân vật mà không căn cứ vào sự thật lịch sử. Thuế quan từ 34 tỷ rồi 16 tỷ, leo thang đến 200 tỷ với thời gian ân huệ từ cuối tháng 9 đến cuối năm 2018 là 10%, để Tập Cận Bình suy nghĩ thương thuyết nhưng bất thành. Mới vài chiêu mà kinh tế Trung Quốc chao đảo, đồng nhân dân tệ mất giá 8% so với US dollar. Thị trường chứng khoán tuột dốc, các công ty ngoại quốc ùn ùn tháo chạy. Các đại gia tàu tẩu tán tài sản, hiện tượng xuất huyết lan tràn, dân chúng hoảng loạn, mất tin tưởng vào chính phủ, các trí thức tàu thuộc Đại học Thanh Hoa và cả trong đảng, hội nghị Bắc Đới Hà, phê phán gay gắt, chủ tịch Tập đang bối rối, không xuất hiện cả tháng trời, triệu tập mưu sĩ Vương Kỳ Sơn để tìm kế sách đối phó với trận thương chiến, Trâm dàn thế trận đánh toàn diện vào Trung Cộng. Không chỉ đánh vào thương mại mà còn cả chính trị, quân sự, tình báo, gián điệp, chiêu thức biến hóa khôn lường. Trong ngắn hạn có thể nói Trâm đang chiến thắng vì đã làm xáo trộn nền kinh tế và chính trị Trung Quốc. Chỉ nhìn được phần nổi còn phần chìm, Trâm toan tính ra sao không ai biết. Đó là ưu điểm của quái nhân Donald John Trump. 2. Những đòn ứng xử kỳ quặc không giống ai. Chiến tranh thương mại với Trung Quốc, tung đòn áp thuế đã đành, nhưng sau lại áp thuế quan lên cả đồng minh Liên Âu, Canada và Mexico. Quái gở, đường lối ngoại giao trực đường rầy, phi nguyên tắc, phi chính sách. Nhưng nhìn kỹ những quái chiêu của Trump đều căn cứ trên nguyên tắc, làm cho Mỹ mạnh lên, ở thế thượng phong. Các nước khác cảm thấy có nhu cầu đến xin thương thuyết. Quả vậy, bị đánh 25% vào hàng hóa xuất cảng sang Mỹ, Liên Âu choáng váng, không biết phải ứng xử ra sao. Liền phái ông Jean Claude Juncker sang Nhà Trắng gặp Trump. Trump chỉ chờ có thế, kết quả ngay lập tức, dừng áp thuế 25% lên hàng hóa Liên Âu, sẽ thương thuyết từng lĩnh vực đến khi tariff 0% trên cả hàng xuất cảng hai bên. Liên Âu vui mừng ký cam kết là đồng minh với Hoa Kỳ và quay lưng 180 độ trước sự ve vãn của Trung Quốc. Liên Âu còn mua giúp đậu nành và nông phẩm của Hoa Kỳ. Trâm chiến thắng ngoạn mục. 3. NATO. Trâm đánh phủ đầu. NATO đã lỗi thời vì chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Trâm ra chiêu. Trước đây, đất nước các ông trực tiếp bị đe dọa bởi Liên bang Xô Viết và các nước chư hầu Đông Âu. Còn bây giờ Liên Xô đã sụp đổ thì NATO đâu còn cần thiết nữa. Trâm dọa rút khỏi NATO,
Tối 10 tháng 7, 2017 họp thượng đỉnh với NATO tại Brussels. Trong bầu không khí căng thẳng, Trump than phiền. Tại sao dân Mỹ phải đóng thuế nhiều để bảo vệ các ông, trong khi các ông lại lơ là không chịu đóng góp để bảo vệ mình? Thật bất công quá. Trong khi Washington chi đến 3,5% GDP cho NATO, thì các nước khác chưa đóng đủ 2% GDP của mình như Pháp 1,8%, Đức 1,24%, Tây Ban Nha 0,92%, và có đến 23 nước chưa hoàn thành đóng góp này. Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược. Trump đã từng có những quyết định táo bạo như rút khỏi TPP, rút khỏi Hiệp định về Biến đổi Khí hậu Paris, thương thuyết tại NAFTA, v.v. rút khỏi Hiệp ước Iran, Hiệp ước chống vũ khí hạt nhân với Nga, thì Trump cũng có thể rút khỏi NATO. Ngoài mặt, Trump dọa như vậy chứ trong thâm tâm, Trump vẫn muốn giữ NATO, không rút 3.000 quân Mỹ còn đóng ở NATO. Đây là đòn ép gây sức mạnh mẽ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ. Cuối cùng, Trump đã thắng. 28 thành viên NATO cam kết đóng góp 2% GDP của mình vào chi phí quân sự dành cho NATO hoàn tất trong vài năm tới. Trump lại chiến thắng lần nữa bằng lối ngược đời, tung đòn tháo kế trước, thương thuyết sau. 4. Triều Tiên chẳng tỏ ra có chút bản lãnh của một lãnh tụ chính trị, thậm chí còn tỏ ra ngây ngô, đấu khẩu, chửi bới như con nít, thay đổi đến chóng mặt. Hôm trước đe dọa, hôm sau tân bốc, hôm nay vui vẻ đàm phán, hôm sau giận dữ rút lui. Các nhà quan sát lắc đầu. Các nhà bình luận rùng vai, phe đối lập mỉm cười chế nhạo. Phần thất bại chắc chắn sẽ về Trump. Nhưng cuối cùng, ông đã làm được một việc kỳ diệu mà mấy đời tổng thống chưa ai làm được. Hiện tại, hỏa tiễn Bắc Hàn tầm trung tầm xa, nay đã ngừng bay trên đầu Nhật Bản. Ngừng rơi gần Guam, Hawaii, lãnh thổ của Mỹ. Kim Jong-un gỡ bản tuyên truyền chống Mỹ trên đường phố Bình Nhưỡng. Tình hình càng ngày càng ổn hơn. Nam Bắc Hàn gặp gỡ nhau thấm thiết. Dân chúng hai bên vui mừng. Vấn đề giải tỏa vũ khí hạt nhân. Sự sống còn của Bắc Hàn cần phải có thời gian và trao đổi cụ thể. Nhưng Chủ tịch Bắc Hàn bày tỏ thiện chí, thiết tha gửi Tổng thống Trump 2 lá đơn xin gặp thượng đỉnh lần 2. Sóng gió và sự hung hăng của Kim bây giờ đã lặng. Dù là một dấu lặng tạm thời, nhưng rõ ràng là Kim Jong-un xuống thang, hạ giọng và mong được gặp Tổng thống Mỹ lần thứ 2. Như vậy, kết quả kỳ diệu mà bao đời Tổng thống trước không ai làm được, không gọi là chiến thắng thì gọi là gì? 5. USMCA thay thế NAFTA, hiệp ước mà Trump ca tụng là công bằng lợi ích cho nông dân, công nhân xe hơi và ngành sản xuất bên Mỹ. Justin Trudeau cũng tuyên bố thỏa thuận này mang lợi ích sâu sắc cho người Canada. Hôm nay là một ngày tốt nhất cho Canada. Trong nghệ thuật đàm phán xưa nay không bao giờ đạt được 50-50, mà chỉ đạt tối đa là 35-65. Trump là tác giả sách Art of the Deal, là tài lão luyện nghệ thuật đàm phán. Nhìn vào kết quả đàm phán của Trump và thế mạnh của Mỹ, các nhà quan sát không khỏi nghĩ rằng lợi thế ắt về phía Mỹ. Tuy nhiên, thỏa ước UCMAS dày 1.100 trang giấy, chỉ chờ những nhà nghiên cứu độc lập phân tích mới có thể hiểu rõ và cũng phải được Quốc hội phê chuẩn mới thành luật được. Chương 32. Có một điều khoản quy định rằng, nếu một trong ba nước tham gia một hiệp ước thương mại với nước phi thị trường, ám chỉ là Tàu, thì hai nước còn lại sẽ hình thành một hiệp ước song phương loại bỏ nước kia. Ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, còn nói điều khoản tương tự sẽ được ghi vào hiệp ước thương mại Mỹ-Anh, Mỹ-Liên Âu cùng các nước khác. Đó là nước cờ bao vây và cô lập Trung Quốc của Trump. Ai dám bảo rằng Trump thi hành một chính sách vô chính sách? Thành tích của Tổng thống Donald Trump. Paul
Krugman, nhà kinh tế khu Wall Street, kinh tế gia đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2018 đã tuyên bố rằng nếu Trump thắng cử, kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ và các thị trường tài chính không thể phục hồi được nữa. Những nhà kinh tế lừng danh này đã hoàn toàn sai lầm. Trong 20 tháng kể từ Trump lên cầm quyền, nền kinh tế Hoa Kỳ tốt lên chưa từng thấy. GDP tăng nhanh chóng từ 3,1% trong quý 2 và 3,3% trong quý 3 2017 và GDP quý 2 2018 tăng tới 4,2%, mức tăng trưởng tốt nhất trong gần 4 năm. Tóm tắt, 20 tháng cầm quyền của ông Trump đạt được những thành quả sau đây. GDP tăng lên 4,2% quý 2 2018 so với GDP khi Obama chấm dứt nhiệm kỳ 3%. Tỷ lệ thất nghiệp xuống 3,7% cuối tháng 8 2018, tháng 11 2009 thời Obama 10,3%. 3,9 triệu người tìm được việc làm kể từ khi Trump lên cầm quyền. Thị trường chứng khoán tăng 35%, chỉ số Dow Jones trước ngày bầu cử 2016, 17.888, chỉ số Dow Jones ngày 30 tháng 11, 2017, 24.272. Như vậy, kể từ khi Trump lên cầm quyền, nền kinh tế Hoa Kỳ lên hay xuống, ngân hàng dự trữ liên bang đã mấy lần tăng lãi suất, tại sao? Xin các vị không ưa Trump trả lời giùm. Theo trang thông tin của Washington Examiner, sau gần 20 tháng cầm quyền, Trump đã thực hiện được 289 cam kết khi tranh cử, 173 thành tựu lớn, 116 thành tựu nhỏ chia ra làm 18 lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế GDP, tăng công an việc làm, căn cứ vào số việc làm gia tăng hàng tháng và tỷ lệ thất nghiệp 3,7%, thu nhập cá nhân, phát triển doanh nghiệp, an ninh biên giới, vấn đề di dân, chính sách ngoại giao, luật quốc phòng, 716,3 tỷ US hiệu lực kể từ 2019. Trump giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Các đại công ty đang giấu lợi tức ở ngoại quốc để tránh thuế đều lần lượt trở về hoặc chuẩn bị trở về. Chiến thuật giảm thuế này là một đòn bẩy khuyến khích các đại công ty đem vốn về đầu tư tại Mỹ. Đại công ty Apple, Microsoft, AT&T, Boeing, Wells Fargo, Samsung, Fiat, Chrysler, v.v. từ Mexico trở về. Giảm thuế suất cho dân nghèo và trung lưu từ 5% tới 10%. Mặt trận toàn diện chống Tàu của Trump. Qua nhiều trào tổng thống tiền nhiệm, Trung Cộng khởi xướng một màn lưới cài gián điệp vào nền công nghệ Mỹ để ăn cắp tài sản trí tuệ, bí mật kỹ thuật, sử dụng tin tặc, mua các công ty sản phẩm chiến lược tại Mỹ, bắt buộc các công ty Mỹ tại Trung Quốc giao nạp bí mật công nghiệp đổi lấy giấy phép kinh doanh và tài trợ các tổ chức văn hóa tại các đại học Mỹ, lập cơ sở tình báo trá hình như 500 viện khổng tử khắp thế giới, tạo một thứ quyền lực mềm ảnh hưởng lên chính trường Mỹ và các nước khác, khẩu hiệu Make in China 2025. Mơ thống trị thế giới bằng nền công nghệ cao cấp nhất cũng xuất phát từ ngón nghề ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ. Tại sao các chính phủ trước ngủ quên hay mắt nhắm mắt mở để cho gián điệp Trung Cộng hoành hành như chỗ không người? Các tổng thống tiền nhiệm làm thinh, CIA, FBI ở đâu, biết hay không biết, hay vì một lý do bí mật nào đó mà không thể nói ra, mãi tới trào tổng thống Donald Trump. Mãi tới trào tổng thống Trump mới khám phá ra và có kế hoạch đối phó. Câu hỏi này nhân dân Mỹ phải đặt ra, cử tri Mỹ không thể không quan tâm đến. Theo trang tin Axios tại Mỹ, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng, cho biết Mỹ đã thu thập đầy đủ một số lượng lớn chứng cứ về tấn công mạng, can thiệp bầu cử, trộm cắp tài sản trí tuệ
về gián điệp Trung Cộng đã từ lâu cài vào bộ máy quyền lực Mỹ, và theo tờ Thời báo Hồng Kông thì Mỹ đang áp dụng những biện pháp trừng phạt Trung Quốc, ngăn chặn trục xuất hoặc truy tố trước tòa án. 1. Kinh tế. Chiến tranh thương mại gây chao đảo nền kinh tế tài chính Trung Quốc, tạo phong trào chống đối trong nội bộ đảng, trong giới trí thức, trong quần chúng hoảng loạn tìm đường trốn chạy ra hải ngoại vân vân. 1. Cấm hoạt động hoặc đóng băng các tài sản doanh nghiệp trá hình của nhà nước Trung Cộng, như ZTE bị phạt 1,4 tỷ US vì vi phạm luật trừng phạt Iran, Alibaba, Huawei. 2. Đóng băng tài sản các quan chức Trung Quốc, cấm hoạt động các công ty khổng lồ Trung Quốc tại Mỹ. Thí dụ chuẩn bị đóng băng tài sản con gái Tập Cận Bình, tài sản Giang Trạch Dân do cháu đứng tên và nhiều đại gia có dính líu với chính quyền Trung Quốc. 3. Cấm các chính phủ làm ăn kinh doanh hoặc cá nhân những chuyên gia làm ăn với Trung Quốc qua đô la Mỹ tại các ngân hàng, thậm chí có thể cấm Trung Quốc sử dụng ngoại hối bằng đô la. 4. Ngăn chặn Trung Quốc mua những công ty xuất hàng chiến lược của Mỹ. Thí dụ Trung Cộng bỏ tiền ra cho một công ty trá hình tại Singapore mua các công ty sản xuất hàng chiến lược của Mỹ Qualcomm trị giá 117 tỷ US dollar. 5. Trừng phạt tướng Lý Thường Phúc, chủ nhiệm Bộ Phát triển Vũ khí thuộc Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm luật cấm vận của Mỹ mua vũ khí Liên Xô. 6. Jack Ma, công ty Alibaba và chi nhánh chuẩn bị cuốn gói về nước. Trước ý đồ trở thành siêu cường thay thế Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới năm 2049, như Tập Cận Bình công khai tuyên bố trong bài diễn văn trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Hoa thứ 19, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, Cộng hòa lẫn Dân chủ đều thể hiện quyết tâm chống Trung Cộng qua luật ủy nhiệm quốc phòng 716,3 tỷ Mỹ Kim và những hoạt động và chiến lược tại Biển Đông rõ rệt hơn bao giờ hết. Tư trụ Kim Cương, Indo-Pacific, vấn đề Đài Loan biến thành một quốc gia, việc các nước Tây Âu, Anh, Pháp gửi chiến hạm đến Biển Đông cùng Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Indonesia đã nói lên quyết tâm bảo vệ đường hàng hải quốc tế. Trung Cộng cô độc một mình, không có một đồng minh nào, mặc dù tuyên bố cứng rắn, nhưng chắc chắn đã thấm đòn và hiểu thấu hậu quả khi chiến tranh với Mỹ và đồng minh. Mặt trận gián điệp. Trung Cộng từ nhiều trào tổng thống trước đã dăng một mạng lưới tình báo và gián điệp một quy mô rộng lớn khắp các cơ quan quyền lực của Mỹ. Những thành tựu khoa học mà Trung Cộng có được hôm nay là do gián điệp đánh cắp của Mỹ và các nước Liên Âu. Ở mặt trận này, phải nhìn nhận Trung Cộng là phía tấn công, Mỹ là bên đỡ đòn, bởi vì Trung Cộng cài gián điệp và tình báo từ lâu vào các cơ quan công quyền Mỹ, đặc biệt là đoàn tấn công can thiệp vào cuộc bầu cử kỳ 6/11/2018. 9. Mike Pence đã chính thức tố cáo Trung Cộng can thiệp vào nội bộ chính trường Mỹ trong bài diễn văn đọc tại Hudson Institute ngày 4/10/2018. Trump hành động thẳng tay phá vỡ kế hoạch 1.000 người của Trung Cộng, hiện có 8.000 người Hoa tham gia. Chính khoa học gia người Hoa tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh ung thư Anderson, Texas thuộc viện Hudson Institute bị cách chức hoặc đuổi việc, bị bắt phạt tù vì đã tham gia kế hoạch 1.000 người của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo xác nhận đã có nhiều nhà khoa học, học giả cao cấp Trung Quốc bị bắt và bị phạt tù. Ông GD FBI Christopher Wray đã điều trần trước Quốc hội, đã cảnh báo giới học thuật và kinh doanh Mỹ hãy đề phòng gián điệp Trung Quốc cài vào xí nghiệp Hoa Kỳ. 2. Mỹ phát động kế hoạch trục xuất 100.000 người tị nạn Trung Cộng vì khai mang thành tích chống cộng và 350.000 du sinh người Trung Hoa về nước vì bị nghi ngờ làm gián điệp. Bài phát biểu của Mike Pence cáo buộc hội sinh viên và học giả Trung Cộng chịu sự điều khiển của tình báo Trung Cộng đứng đằng sau. Nhóm người này có thể bị trục xuất khỏi Mỹ. 3. Lần lượt dẹp bỏ Viện Khổng Tử,
một tổ chức tình báo trá hình tạo quyền lực mềm để thao túng chính trường Mỹ. 4. Cấm các công ty Trung Quốc vào làm ăn tại Mỹ và cấm hoạt động hoặc kiểm soát gắt gao các công ty hiện đang hoạt động tại Hoa Kỳ như ZTE, Huawei, v.v. Đối phó với sự can thiệp Trung Cộng vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, Phó Tổng thống Mike Pence thẳng thừng tuyên bố Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 sắp diễn ra của chúng ta. Trung Quốc đang khai thác bất kỳ sự chia rẽ nào về chính sách giữa chính quyền liên bang và các cấp địa phương. Bắc Kinh đã huy động các nhân tố bí mật, các nhóm bình phong và tổ chức tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người Mỹ về các chính sách của Trung Quốc. Hơn 80% các hạt của Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm đến đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump năm 2016. Đây là một đòn quyết liệt vận dụng tình báo, gián điệp tấn công vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ nhằm hạ gục phe Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Đối phó ra sao là việc bí mật của những chiến lược gia tòa Bạch Ốc, FBI và CIA. Sáng ngày 7 tháng 11, 2018, kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ, Cộng Hòa thắng ở Thượng viện và Hạ viện, rơi vào tay Dân Chủ. 6. Đột kích phá vỡ kế hoạch tàu đưa phụ nữ có thai đi du lịch qua Mỹ để sinh con và được mang quốc tịch Mỹ theo hướng pháp Hoa Kỳ. Thằng bé này được hưởng quá nhiều ân huệ cho đến khi thành niên được quyền bảo lãnh thân nhân. Đội ngũ Trung Cộng này có thể sẽ là một lực lượng gián điệp Trung Quốc nguy hiểm cho nền an ninh Hoa Kỳ. Đột kích 20 địa điểm tại Los Angeles, tại quận Cam và San Bernardino, phá vỡ 3 đường dây du lịch sinh con. Rõ ràng theo tin tức khắp nơi thì người Việt hải ngoại đều ủng hộ ông Trump. Với một tỷ lệ rất cao, ít có người Việt nào có lập trường chờ xem, cũng có vài người chống đối thẳng thừng theo cảm tính. Trận chiến một mất một còn của Mỹ và Trung Cộng không thể quay ngược lại được nữa. Nếu tôi còn thì anh phải mất, nếu anh mất thì tôi còn. Hai quyển sách ảnh hưởng tới đường lối và chính sách của Tổng thống Trump. Cuộc chạy đua Marathon 100 năm A 100 Year Marathon, Michael Pillsbury và Chết dưới tay Trung Quốc, Dead by China của Peter Navarro, hiện là cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump về Trung Quốc.